Xin chào quý cô chú và các anh chị. Thì hôm nay sẽ cùng giới thiệu với các anh chị đi vào cái núi xa xa đằng kia xem thử có loài lan gì lạ lạ không. Sẽ đi đi dọc theo bờ suối. Mình đi rừng mà nếu như mà không cẩn thận thì dễ bị dính những cái bẫy này nè các anh chị. Đó, đây đó là cái bẫy đó, bẫy này người ta săn thú đó. Nếu dầm phải chỗ này thì dây nó sẽ rút lên, rút lên với cái lực rất là mạnh đó. Đây là một hành lang này các anh chị, cái này chắc là nó ở này cũng chỗ này cũng lâu rồi, xong rồi đó, xong rồi cây này nó gãy này, để mà cây này vẫn tồn tại. Búa này là búa lá lướt đó, còn hoa cũ của nó này tương đối là dài, cái này cũng phải 30 phân. Nấm nó mập luôn này. Xem. Cái này một mẹ một con. Rừng này tương đối là dở đi, mà có những cái dạng mà núi đá như thế này này thì nó hay có những cái dòng địa lan kim tuyến đó. Nhưng mà từ nãy giờ nhìn không thấy. Và đây là quang cảnh của khu rừng, nhìn từ lưng chừng núi ạ. Có cái quả gì nè, cái quả gì đó. Cái cây này có một ít bạch cầu mọc trên đó các anh chị đó, có một ít bạch cầu mọc trong đó. Đó, có cái nó còn bị rớt xuống này nè, đó lan bạch cầu đó. Cái loại này là bạch cầu công tứ, thì về hình thái hoa của nó nhỏ hơn cái dạng kia, mà cái thân của nó là có dạng hình vuông đó, bám đó các anh chị. Rừng này từ nãy giờ là chỉ có gặp cái giang hương, giang hương và một ít bạch cầu. Thank you.
kiểu dạng rừng như thế này các anh chị. Ngày xưa thì chắc là nó cũng tương đối là gọi là nhiều lan đấy, nhưng mà tình hình bây giờ thì đi tìm cũng hơi khó. Đây ở dưới này tương đối là nhiều lan bạch cầu này, rất là khó đi đó, lan bạch cầu đó. Này quay cho các anh chị ngắm chơi và em cũng ngắm luôn chứ, thực ra không có tầm nấu này vừa làm gì. Lan bạch cầu rất là nhiều. Nó mọc đầy hết rồi. Đây là một dạng cẩm cù nữa này. Cẩm cù này thì lá chỉ có bí xíu như thế này thôi. Đây cũng là một họ của giáng hương nữa này. Đó. Cái dòng này thì thân và hình thái lá thì đẹp nhưng mà ho thì rất là bé. Đằng kia không có nữa này. Đây. Cái dạng này nó lại khác như cái dạng lúc nãy các anh chị. Đó, nó khác không còn. Cái dạng này thì ra bông có thể là màu trắng. Rừng này thì cây rất là đẹp. Cây này phù hợp với lan lắm nhưng mà cũng tương đối là ít. Lâu lâu mới có một cây. Đó, cây lan bạch cầu đó các anh chị. Cái dạng lá nhỏ mọc chung với cây bạch cầu này mình vừa mình trồng trong chậu nhìn cũng đẹp lắm. Cỡ bên có khúc lũa rất là đẹp này. Cái đoạn này rất là khó đi, phải bước đi cẩn thận nếu không là trượt chân. Đó, có những cái vách đá đó các anh chị. Ở đây này, cái này là em đang đi dọc theo sườn đá. Có những cây họ hàng với cái tre cái trúc đó, rất là đẹp. Cái này người ta gọi là cây lộ ô sao á. Cái này dùng để chế đường cái dây buộc bánh tét á các anh chị. Bánh chưng bánh tét á, người ta chế từ cái cây này ra. Nó có những cái bụi rất đẹp ha.
những cây này mọc cây thớ rất là đẹp nhưng mà không thấy em lan rừng nào bám vào hết. Đây có một cây này đó. Cây bị treo lơ lửng đó. Đó, cái đó khác gì. Cái góc này nó hơi trật sáng nên nhìn không rõ. Cái này thì mình thấy thân và lá thì tương đối là đẹp. Nhưng mà hoa thì không có được đẹp cho mấy. Cái này nó cao cũng tầm khoảng 1,5 m rồi. Lên tít trên kia. Đây huyết nhung này. Hay là còn gọi là phường vĩ á. Đó các anh chị. Phía trên nó cây bò bán lá rất là đã. Đây. Đằng xa kia có một cây giáng hương. Rừng này thì rừng cây rất là đã nhưng mà lâu lâu mới gặp một bụi lan. Cái này là cây gì thì nói chung hình thái thì nó cũng dạng giống giống như là cái địa lan. Vừa cái địa lan thì em không có rành cho mấy. Cái này nó đang mấy cái bọn sương mai này các anh chị. Đó, chấm chấm vàng vàng nhạt 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 đó. Đó, cái bọn này là bọn sương mai á. Còn đốm vàng thì nó lại khác. Đó, một thằng chồm như thế này. Ở chỗ này chỉ có một cái chồm này thôi. Bây giờ em đang xuống núi thì xin chào quý cô chú và các anh chị nha.